Xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube Vườn To. Thì hôm nay em Trung Vườn To sẽ chia sẻ cho quý anh chị một cái dòng phân bón rất là hay cho cây hoa giấy mà mình có thể áp dụng để chơi Tết mọi người nhé. Quý anh chị sẽ thấy bên Trung Quốc có những cây hoa giấy rất là đẹp, nhiều hoa ít lá, và không những hoa giấy mà các cái loại hoa khác của bên Trung Quốc thì mình thấy họ chăm sóc đều rất là đẹp. Và mọi người sẽ thấy họ bón một cái cây loại mà mình hay gọi là bột mì chính, giống như thế này đúng không ạ? Mọi người có thể thấy trắng trắng giống như cái bột mì chính như trên tay em Trung đang cầm như thế này. Nó trắng trắng như vậy đúng không ạ? Và mọi người đang đặt ra câu hỏi là không biết là họ bón cái gì mà cái cây hoa giấy của cây hoa giấy hay là các cái loại hoa khác của họ lại rất là tốt như vậy. Thì hôm nay em Trung sẽ chia sẻ cái bí mật của cái loại phân bón này cho quý anh chị cũng như là cách sử dụng mọi người nhé. Và mọi người có thể sử dụng cái phân bón này để làm hoa giấy Tết rất là đẹp, rất là rực rỡ mọi người nhé. Thì nó không phải là cái đầu tiên, nó không phải là cái loại bột mì chính. Mình sẽ xem, mình thường hay xem các cái video ấy sẽ thấy cái bột màu trắng, nhưng mà nó không phải là cái bột mì chính này mọi người nhé, mà nó chính là cái bột này đây. Cái bột trên tay em Trung đang cầm như thế này, nó khá là tương giống nhau, cũng là màu trắng như thế này. Nhưng mà cái bột này là phân bón mọi người nhé, cái này là phân bón. Cái phân bón này thì nó sẽ có tên gọi chính xác, tên gọi chính xác là MBK mọi người nhé. À quên, em xin lỗi, MKB là chính là cái bột trắng trắng này. Và cái MKB này thì nó sẽ không có đạm này, với 52% là lân và 34% là kali. Vì chính vì không có đạm nên là với những cái cây hoa giấy như thế này đây mọi người, với những cái cây hoa giấy mà nó của mình nó xanh tốt, mọi người chỉ cần phun vào nó sẽ kìm hãm cái cây hoa giấy của mình lại, làm cho nó bung ra, bung thêm nhiều chồi và thêm nhiều hoa. Còn đối với các cái loại phân bón mà quý anh chị sử dụng ấy, là cái phân bón mà vẫn có cái tỷ lệ đạm này. Bình thường thì mình hay sử dụng có cái phân bón có tỷ lệ đạm này, nên là cây hoa giấy của mình sẽ chậm hoa hơn nếu so với dùng cái loại phân bón này. Và cái cách sử dụng như sau ấy mọi người nhé. Cái gói này tùy theo cái tỷ lệ pha mà nó sẽ có cái công dụng khác nhau và cái hiệu quả khác nhau, nên em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị, chia sẻ cho quý anh chị cái cách sử dụng và mọi người có thể áp dụng mọi người nhé. Ví dụ như là mình sẽ pha với tỷ lệ đầu tiên là làm hoa. Ví dụ như một cái cây hoa giấy như thế này, đây cây này nó chưa có hoa đúng không ạ, chưa có nụ, chưa có hoa, thì mình muốn nó cho nó có hoa đúng không ạ, mình muốn cho nó hoa thì mình sẽ phun với tỷ lệ như thế này. Em sẽ để đây là A đi. A tức là với cây chưa có hoa, với cây làm hoa. Với cây làm hoa thì mình sẽ phun với tỷ lệ là 1 trên 500. 1 trên 500 ở đây là gì ạ? Tức là 1 cân phân. 1 cân này, 1 cân phân sẽ pha với 1 cân phân pha với 500 lít nước, tương đương với 2 gram cho 1 lít nước. Nếu mà quý anh chị đang muốn cái cây của mình từ cây chưa có hoa ra thành cây có hoa, tức là cái cây của mình nó phải xanh tốt thì mình mới hạm đàm lại để cho nó có hoa, thì mình sẽ phun với tỷ lệ 1 trên 500, tức là 2 gram cho 1 lít nước, và phun định kỳ 7 ngày một lần mọi nhé. 7 ngày một lần phun lên cái toàn bộ cái thân lá này, phun hết lên toàn bộ thân lá và tưới vào gốc. Lát ở cuối video thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách phun luôn. Đây là cách thứ hai, đấy là cách đầu tiên. Còn cách B đi, cái tỷ lệ B là dưỡng, tăng thêm số nụ mọi người nhé, sẽ làm cho số nụ tăng thêm, tăng số nụ đẹp hoa, thì mình sẽ phun với tỷ lệ là 1 trên 1000 mọi người nhé, tương đương với lại 1 gram với 1 lít nước. Đối với những cái cây hoa giống như thế này đây, mọi người có thể xem, tức là cây hoa của mình nó đã có nụ rồi, mọi người có thể thấy cây hoa của mình đã có nụ rồi, hoa giấy, hoa hồng, tất cả các loại hoa luôn, nó đã có nụ như thế này rồi. Trước khi chưa có nụ thì mình sẽ phun cái tỷ lệ này, phun cái tỷ lệ 1 trên 500 này để cho nó bật ra cái nụ này. Sau khi nó đã có nụ như thế này thì mình sẽ tăng phun để tăng thêm cái số nụ cũng như là đẹp cái hoa của mình hơn. Ví dụ như là bình thường ở đây nó sẽ có 1 2 cái hoa đúng không ạ, mình phun thì để cho nó tách thêm một cái nhánh bên này, hay là 3 cái nhánh bên này nữa, thì số lượng hoa của mình nó sẽ tăng thêm. Thì mình sẽ áp dụng cái phương pháp B, tức là 1 trên 1000, tương ứng với 1 gram cho 1 lít nước, phun định kỳ 7 ngày một lần mọi người nhé.
Mọi người cứ phun cho em là 7 ngày một lần, 7 ngày một lần, phun lên toàn bộ thân lá như thế này. Đây, giống như cây này thì mình sẽ sử dụng cách B mà nhé. Cây này nó đang có nụ rồi thì mình sẽ sử dụng cách B, tức là hoa loãng hơn để phun. Còn với cái cây chưa có hoa thì mọi người sử dụng cái cách A mà nhé. Đây, và bây giờ em Trung sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thực hành trực tiếp luôn. Còn nó sẽ còn có cái nhiều nữa, ví dụ như là tăng cái hàm lượng này lên, tăng cái là hàm lượng lên thì nó sẽ có cái công dụng khác nữa, nhưng mà em Trung sẽ chia sẻ cho quý anh chị ở một cái video sau, một cái video khác mọi người nhé. Thì mọi người có thể cân lên với cái tỷ lệ là 1 gram trên 1 lít nước. Mọi người có thể sử dụng cân như thế này để cân lên mọi người nhé. Ở cái một số quý anh chị thì đã mua hàng của bên em rồi, nhưng mà ở trong cái từ hướng dẫn ở trước ấy, thì em có để cái nồng độ nó hơi cao, nên là quý anh chị đã mua hàng rồi thì chỉnh lại giúp em cái tỷ lệ này mọi người nhé. Còn cái tỷ lệ trước của em thì nó hơi cao nên nó sẽ làm cho cây của anh chị cháy mất lá, nên mọi người sửa lại giúp em được cái tỷ lệ này nhé. Thì mọi người sử dụng cái cân như thế này với cái tỷ lệ như này. Tỷ lệ ở đây 2 gram cho 1 lít với lại cây làm hoa, 1 gram trên 1 lít với là cây tăng số lượng hoa làm đẹp hoa. Thì mình sẽ cân ra, sau đấy thì mình sẽ cho vào trong cái bình phun mọi người nhé. Sử dụng cái bình phun như thế này. Và cho phân vào. Cho phân vào sau đấy mình hòa tan cái phân. Đây là phân bón lá nên nó sẽ hòa tan 100%. Mọi người chỉ cần cho vào trong bình phun. Lắc đều đi. Đây. Chẳng hạn như là cây này. Cây này thì mình sẽ phun với tỷ lệ 1 trên 1.000. Với cây đang có nụ mình sẽ phun tỷ lệ trên 1.000 mọi người nhé. Như thế này. Mình phun cho ướt hết. Ướt hết toàn bộ thân. Ướt hết toàn bộ như thế này. Định kỳ 7 ngày một lần, 7 ngày một lần. Mọi người có thể thấy nụ nó rất là nhiều luôn. 7 ngày một lần mọi người nhé. Cây này cũng thế. Mình sẽ phun ướt hết lên như thế này. Có nụ thì mình sẽ phun với tỷ lệ là 1 trên 1.000 mọi người nhé. 1 trên 1.000. Phun phun cả vào trong cái thân này này. Ướt hết, tức là mình phải phải cho nó ướt hết toàn bộ thân lá như kiểu tắm luôn. Đấy, sau thì mình sẽ dùng luôn cái nước này. Tưới thẳng vào gốc nữa. Tưới hết vào gốc cho nó ướt hết. Và định kỳ như thế là 7 ngày một lần, 7 ngày một lần, đều đặn đều đặn. Thì thường ấy, nếu mà gặp trời không mưa, thời tiết tốt thì mình sẽ có thể có cái kết quả sau khoảng từ 4 đến 5 lần phun, tức là khoảng hơn 1 tháng. Thì mình sẽ có một cái cây nhiều nụ, cái ví dụ cây đang nhiều nụ như thế này nó sẽ còn nhiều nụ hơn, màu sắc đẹp hơn, hoa nhiều hơn. Còn với cây như thế này thì sau khoảng ví dụ như là quý anh chị phun, nhưng mà đối với những cây khó như dòng Ấn Độ hoặc là các cái dòng Suvia thì mình sẽ tăng cái liều lượng hơn lên hơn một chút, chẳng là 1 trên 400 để phun vào cái này cho mọi người nhé. Thì sau khoảng tầm 4 đến 5 tuần nó cũng sẽ có hiệu quả. Và mọi người nhớ định kỳ giúp em là một tuần một lần, tức là 7 ngày một lần, và phải phun đều đặn như thế thì nó mới sẽ có kết quả. Các loại cây, ví dụ cây hoa hồng, cây hoa giấy, tất cả các loại cây luôn thì đều có thể sử dụng được cây này, kể cả cây ăn quả thì mình sẽ sử dụng cái tỷ lệ nó cao hơn, chẳng hạn như là 1 trên 200 mọi người nhé. Và quý anh chị nào đang muốn mua cái này để làm hoa giấy Tết thì có thể liên hệ số điện thoại của em Trung là 0353 896 808 mọi người nhé. Thì em có ship hàng toàn quốc và một gói một cân như thế này. Có thể pha, ví dụ như là pha để làm hoa thì pha 500 lít, còn pha để tăng số nụ làm đẹp thì 1.000, thì giá 80.000 cộng với 30.000 phí ship trên một đơn. Quý anh chị mua nhiều cũng 30.000 phí ship mọi người nhé. Mua 5 cân em sẽ miễn ship là cái cây này để làm hoa. Thì cây này là nó sẽ có rất là hiệu quả. Nếu mà quý anh chị muốn dùng thử thì có thể mua 1 cân dùng trước mọi người nhé. Mọi người sẽ có những cái hoa giấy rất là đẹp và rực rỡ. Thì để làm hoa Tết thì ngày mai là em sẽ bắt đầu cắt. Ngày mai là khoảng tầm 14-15 rồi. Nên là quý anh chị nhớ đón xem ngày mai nhé. Em Trung sẽ hướng dẫn cho quý anh chị cắt những cái cây hoa giấy như thế này để làm Tết. Đầu tiên là ở khu vực miền Bắc. Mình sẽ bón phân nào, chăm sóc như thế nào, và sau bao lâu thì mình sẽ sử dụng cái này. Đối với những cái cây hoa xanh tốt ấy, thì mình thường sử dụng được cái này luôn. Còn với những cái cây này
thì mình trước khi cắt mình sẽ sử dụng các cái loại phân, ví dụ NPK này, phân gà và kích rễ trước sau khoảng tầm 2 đến 3 lần để cho cây nó xanh tốt thì mình mới sử dụng cái này mọi người nhé. Và quý anh chị miền Nam thì sẽ cắt hoa vào tầm 11 à, tầm mùng 1 tháng 11 âm. Thì hẹn quý anh chị vào tối ngày 7 giờ tối ngày mai, em Trung sẽ đăng cái video chia sẻ với quý anh chị cái cách cắt tỉa hoa giấy, các bước và thực hành luôn cho quý anh chị xem. Và tối mai là thứ bảy và chủ nhật thì quý anh chị nghỉ, quý anh chị có thể thực hành luôn trên cây hoa giấy của mình để làm có những cây hoa giấy thật đẹp và chơi Tết cũng như là các loại hoa khác mọi người nhé. Cảm ơn quý anh chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh để đón xem video ngày mai. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.